Xin kính chào đến tất cả của chú anh chị và các bạn. Trước mặt tay đây là con đường Trần Hưng Đạo. Bên đây là cái khu showroom của siêu xe Ka Super ngày trước nè. Ngày nay thành quán nhậu sạc, tên là sạc. Sạc bia ha. Và sạc pin thì sạc bia. Đó, kế bên trường Thelman, ngày ngã tư Gia Xin với lại Trần Hưng Đạo. Đó, và trưa hôm nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ xuất phát từ ở trung tâm Sài Gòn. Mình đi con đường Pasteur để theo lời yêu cầu của chú anh chị, muốn nhìn lại cái khu chỗ Phở Quà để xem ngày hôm nay khu đó như thế nào. Rồi sẵn tiện trên đường đi thì mình cũng quay vài hình ảnh chia sẻ cùng bà con cô bác xem chơi cho vui ha, để biết đường phố Sài Gòn ngày hôm nay thì có gì đổi thay. Hướng này là ra Lê Lợi, gần với chợ Bến Thành. Đi tới xíu là Phùng Vinh, công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành. Mình đi tới xíu là ngã tư Pasteur, chúng ta sẽ quẹo trái hướng về Pasteur là con đường một chiều đi hướng về phi trường Tân Sơn Nhất. Mấy bữa có đọc cái bình luận của chú anh chị không biết là Vinh Lâm, cái giọng của Vinh Lâm nó như thế nào, giọng điệu như thế nào mà nó giống Trung Quốc đại lục ta. Cũng không biết, tại em nói tiếng Việt mà, tiếng miền Nam rõ ràng không hiểu. Anh chị có thắc mắc, có góp ý cho Vinh Lâm TV xin một cái góp ý nha, để xem phải khắc phục thay đổi như thế nào. Và đây là con đường Lê Lợi, buổi trưa hè mát mẻ ha. Ô, buổi trưa mùa thu chứ không phải mùa hè. Mùa này hết hè rồi. Đã có hai hàng cây hai bên lối đi bên đây. Còn phía bên kia là coi như là nắng trơ trọi. Cái dãy nhà bên trái nè. Từ đây là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lê Lợi. Ngay đây có siêu thị Takashimaya. Ta dừng đèn đỏ xíu nha. Nếu anh chị và các bạn ở về đến Sài Gòn, ở trung tâm Sài Gòn thì từ đây mình đi taxi tới Phở Quà chắc cũng cỡ 50 đến 100 ngàn. Cả đi lẫn về thì gấp đôi tiền ha. Khoảng đó cũng không xa lắm. Bây giờ là khoảng 2 giờ, trời hôm nay nắng dữ dội. Mấy bữa trời chiều mưa nhìn thấy buồn thê thảm. Giờ là nắng chói chang, nắng thì hình ảnh nó rõ ràng, sáng hơn. Có người đi qua đi lại cũng đỡ buồn. Chứ mưa quá là nhìn cảnh điều hiu vắng lặng. Đó, đây chúng ta xuất phát từ Pasteur nè. Ngay chỗ này giao lộ Pasteur lại Lê Lợi. Mình quẹo phải nha, có quẹo trái nha. Cái chỗ này là đèn đỏ mình được phép quẹo trái nè, nhưng mà có nhiều cái bản nó cũng vô lý. Khi mà đèn đỏ mà quẹo trái thì xe hơi đâu có dừng đâu, mình quẹo luôn thì nguy hiểm. Đây là con đường Pasteur, khúc gần với Phở Minh,
Mà đầu đường thì có phở Minh, mà cuối đường thì có phở Hòa. À, anh chị thích phở nào ha? Phở Minh nằm trong cái xóm hẻm, hẻm nhỏ thôi. À, và tới đoạn này là khu Dinh Gia Long, đường Pasteur, đoạn Dinh Gia Long bên phải là tòa Đỗ Chánh, ngay giao lộ Gia Long ngày xưa, cũng như là con đường Lý Tự Trọng ngày nay. Hôm nay chúng ta đi gặp đèn đỏ liên tục luôn ha. Chờ xíu nha. Con đường này có hàng me mát mẻ vô cùng. Mỗi khi đi tới cái khu vực mà có bóng mát của những cây me thì có thấy giống như đi vô máy lạnh nha. Đang nắng chang chang, vô bóng râm cái là mát lạnh. Những cây lá kim thế này thì nó mát hơn là những cây lá lớn. Không biết con đường này anh chị và các bạn có hình dung không? Có quen thuộc không? Đối với những con đường này đa số là những cơ quan. Đối với ngày xưa thì chắc có lẽ là những biệt thự. Biệt thự rất là lớn. Quán Phở Hòa thì nằm ở cuối đường này, gần với Trần Quốc Thảo, ở Trần Quốc Toản nha, Trần Quốc Toản. Tới chỗ này là khu nhà thờ Đức Bà nè, công viên rất là lớn nè. Bên trái là Dinh Độc Lập, giao lộ đường Lê Duẩn. Tới đây có hàng cây mát mẻ ha. Có rừng cây luôn chứ phải hàng cây. Tới đây là Hàng Thuyên với lại giao lộ Hàng Thuyên với lại Alexander Road. Tới đây cũng là hàng me lớn nữa nè. Đi đường này buổi trưa nắng đã dễ sợ. Con chú này sao đậu giữa đường vậy trời. Ở đây gần với phòng công chứng, doanh trại quân đội. Ở đây nhiều cơ quan lắm. Đa số là con đường này đa số là các cơ quan không à. Khách du lịch đi vòng vòng ở đây cũng nhiều nữa. Tới đây là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, cũng như là con đường Hồng Thập Tự ngày xưa. Con đường có nhiều xe đẩy bán đồ thủ công mỹ nghệ nè, như túi sách rồi gỗ tre rồi cái ni cái gối, nhiều loại lắm ha. Mà đặc trưng con đường này là bán những cái sản phẩm đó nhiều lắm. Bán xe hàng rong thôi. Tới đây có trường Đại học Kiến trúc phía bên phải, và tới xíu bên trái đó có sân vận động Phan Đình Phùng ngày xưa. Ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng chứ ha, nhà thi đấu.
phía bên cánh trái này. Hồi xưa mình làm TV đi ngang thì còn thấy, nhưng mà lâu quá rồi cũng ở đây đã không còn, nên nhiều khi cũng có mấy lần đi ngang cũng không để ý, không nhớ. Mấy bữa có cô chú anh chị nhắc nhở thì mới nhớ thôi. Ở Sài Gòn này có nhiều khu đất trống lắm. Mà khu đất trống đó ngày trước là những cái cơ quan hay tòa nhà hay là chung cư gì đó, rồi sau đó đập đi, không thấy, nhưng mà không thấy xây lên lại. Phía bên này là khu trường đại học kiến trúc với nhiều xe cà phê cũng như xe bán đồ ăn vặt phía trước cổng trường. Những ai học trường này thì cũng có ký ức tuổi thơ, ký ức thời sinh viên. Bên đây là khu đất trống này. Phát Đạt Corporation, chắc người ta mua rồi nó để đó. Tới đây cũng có nhiều ngôi nhà xưa của chú anh chị ngày xưa, nhưng mà bây giờ cũng đã thay đổi rồi. Hồi nhớ hồi kỳ Phương Nam TV có dịp đi bộ lòng vòng ở các khu này. Bên đây có trường tiểu học Việt Nam Tinh Hoa nữa. Trường lớn ghê. Số 214, 216 Baxter. Bên trái có trung tâm kết nối quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, tập đoàn True Partner. Ở Sài Gòn thì có nhiều công ty mà mình nhiều khi đọc cái bảng hiệu không hiểu. Bây giờ đi đâu cũng thấy cái bảng số điện thoại nè. Cho thuê nhà cho thuê, rồi nhà bán rồi búa luôn xuống. Cái chỗ này buổi chiều hoặc là giờ cao điểm thường hay kẹt xe dữ lắm, kẹt dài luôn. Không có thấy chỉ có cái đèn đỏ thôi mà dài ghê chưa, phải dừng 2-3 lần mới qua được á, 2-3 lần đèn đỏ. Đoạn này là gần với cơ quan sở tư pháp, rồi
rồi đoàn thanh niên rồi nhiều lắm. Ở ngay đây là giao lộ Điện Biên Phủ, kẹt xe nữa rồi. Ngay đây giao lộ Điện Biên Phủ mà kẹt xe mấy lần, bên đây tôi phải đợi. Đó, gần tới cái chỗ Phổ Hòa đây nè. Đó, cái clip hôm nay thì do là bên Lâm TV có nhiều cuộc điện thoại quá, chị và các bạn thông cảm hen. Tới khu Phổ Hòa, không biết anh chị và các bạn có hình dung khu vực này không? Khu đoạn này có nhiều quán nhậu, quán ăn. Lên tới xíu là ngã tư Hiền Vương cũng như là Võ Thị Sáu ngày nay. Bên phải có cái trạm xăng Petrolimex. Rồi chúng ta tới đây là khu Phổ Hòa nè. Để em chạy bên đường nhìn qua đây cho nó rõ ha. Chứ đứng sát thì khó hình dung. Phở chỗ này thì có tiếng nhưng mà bên Lâm TV chưa có dịp đến thưởng thức. Hôm nay đi ngang quay chia sẻ cùng bà con cô bác. Đó, số 260C đường Master. Nơi đây cũng tập trung rất nhiều du khách, người ta tới đây để ăn uống cũng như đi chơi. Đó, đi vòng vòng ở đây chơi. Đó, không biết ngôi nhà của anh chị là trong khu xóm hay là ở ngoài mặt tiền. Hôm nay Lâm TV đi cái dãy mặt tiền này để chia sẻ cùng anh chị. Hy vọng thông qua những hình ảnh này thì chúng ta cũng thấy được cái khu xóm ngày hôm nay nó như thế nào ha. Xin lỗi anh chị và bạn, em vừa có điện thoại nữa. Và con đường Master ở đoạn này là ngã ba Trần Quốc Toản. Bán đồ lạc son, đồ cũ đồ hư nữa ha. Và cái video clip ngày hôm nay đến đây chắc tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Lâm TV. Nhân đây em xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.